Tôi cứ nói tiếng sợ tiếng. À đơn là đi su. Đi giày. Em không có thích đi giày. À đơn là đi su. Đi mà nó không. Hơn cả lúc ban nãy mình vào rất nhiều lần mà nó như mỗi lần mỗi một đoạn là một khác, là một đoạn sẽ lại trong khác nhau. Bọn khách đi du lịch ấy, đi vào Tràng An ấy. Bình thường bọn em đi 3 tiếng trên thuyền, chúng tôi cho khách du lịch đi 1 tiếng rưỡi thì mới về được, kịp tour. 3 giờ nữa ra thuyền rồi, để về Hà Nội là 6 giờ. Còn mình, bọn em 5 giờ mới ra đến nơi nhá. Bọn em về Hà Nội 8 giờ, đã hiểu chưa? Nhưng bọn tour, bọn đi tour nó nhanh lắm. Mình đi thuyền mình bảo thong thả, đi tôi phải ngắm cảnh ấy, kia nó bảo ôi bọn cháu đi không thể thong thả được. Riêng đi khách đi du lịch ấy, bọn cháu chỉ được vào có một tự bình giờ và đến vào chụp hang, bọn cháu chỉ vào được 3 hang ra. Nói chung là anh giới thiệu nếu mà bây giờ mà đã quên rồi.